Khó Nhưng mà chịu thú lắm. thật với anh em á là cái kết quả ở trong cái cặp trận này Linh không bất ngờ. Hôm qua có nói với mọi người đó. Là tỷ số 3-1 hoặc thậm chí có thể là 3-0 cho bên phía của KT. Tại vì cái phong độ giai đoạn vừa qua của bên phía Hanwha Lion họ yếu quá. Mặc dù Linh vẫn rất là thích cái cách cắm chọn cho JK những con tướng đánh kỹ năng. Nhưng mà anh em thấy rõ JK đâu có phong độ thôi. JK bán một đánh lụp lăng như hề Một người thôi, cái Jaka vậy. Người mất ta là mạng ảo rồi thuật chứ gia không xong phải rồi là ông đánh như Jaka hề vậy. mình. Người á là Hanwha Lion nên bích những cái kèo tướng như thế này cho JK. À, những kèo tướng mà nó thiên về tay chút xíu. Chứ không phải là kèo Talia hay là kèo Vega, mấy kèo tướng đó JK đánh không nổi, JK đánh nó không được, không hiệu quả và nó không có tác động nhiều. Thà bích những cái kèo này đi, một là 10 điểm, hai là 4 điểm. Đó, kiểu là như vậy thì cái cách tiếp cận của họ là cái cách mà tôi nghĩ rằng ok. À, đang nói về cái cách tiếp cận đó nha, còn cái hiệu quả ở trong game Hanwha Esports thì khi mà hiệu những quả ở bộ trong đơn của game hai đội đều không ưa thích sử thì dụng hình như như thế ván này này con lập lăng thì không rất bốn là đúng khó. không? Và đấu đầu tiên trong cuộc đối đầu BO5 có thể gọi là bán kết nhánh thua giữa KT Roster và Hanwha Esports được chính thức bắt đầu với việc KT Roster được quyền chọn lựa À, vào chiều vòng nay bảng sao chung Hoàng kết Sama phân tranh tích chiến hả? thắng À, World hình Cup. như chiều nay là Trịnh Để Long xem bị là vấn bán đề đấu về này nó mạng sẽ diễn á, ra không có theo khắc chiều phục hướng như được nào. Các bạn đang theo dõi nên trận là đấu giữa Hoàng LCK cover. mùa xuân năm 2023 trên kênh 6 của LCK tiếng Việt. Đừng quên để lại thêm những lượt like và subscribe để ủng hộ Rồi, cho kênh phát sóng Kin đánh cũng chống như là chịu, cổ vũ đánh cho với kênh lại nhé. Ragas. Đối ván đấu mà đội bên phía Ok, Hanwha phía Esports sẽ bên phải đối KT đầu thì với đánh một phòng tướng ngự đầu chút tiên của xíu. JK và Clip để xem chiều Virgo, hướng của Virgo thì JK thật có thể ra xảy ra Virgo nó trong hợp trận với đấu lại hoặc là Vega sẽ hợp yếu ở chỗ hơn nào ở nè. bên phía bên kia. Virgo khi mà đặc thù có trong team á, thì nó nên có những cái chiêu thức của đồng đội để dứt điểm như là Lissandra, như là Vega, như là lập lăng cũng được, những con tướng mà làm mềm đối phương cực hạn để cho Virgo nó vô cả lợi dứt điểm luôn. Mình tận dụng được tốt cái nội tại của Virgo cướp sát. Chứ mà những con tướng như là Virgo đánh với lại Ahri nhìn nó không khớp lắm. Virgo đánh với lại Azir nhìn nó cũng không khớp lắm. Còn Virgo phải đi với lại Vega nè, Annie nè, Lissandra được cái thứ nè. Thì Đội nó hai là đang là những những cái chủ lực chính com của KT phối hợp Roster với tướng một lại Vega cùng được với phân nhau sức mạnh ở giai đoạn để mà sau. phát huy Đây được là cái độ Vega hiệu đang là quả tay phải của của cái KT cặp Roster, mid hay rừng. được Ta có thể thấy những lựa bộ chọn tướng như Lee một Sin trong lập những người lăng chơi với sát thủ sự mạnh tác nhất của động là KT như thế Roster nào cấp độ hiện nay 3, cả khi hai mà đều có mình những cái tình huống không biến thể ảo tập đỏ trung vào tay công việc. hoặc là những Tuy bộ nhiên tướng thời như điểm là này Vi KT với Roster lại vẫn đang Ahri ở vị trí những Hanwha bộ Esports tướng và mà không cấp thể độ nào 6 tập phối trung hợp vào với công việc nhau được. hoặc chiêu thức phối hợp với nhau. Wow, đột biến đến từ vị trí của Trời ơi, đặt Jaka. cái dòng mắc Đó binh là cái vậy. cầu không gian đến từ Bini và chiến công đầu dành cho Curt. Pha di chuyển hỗ trợ rất kịp thời đến từ Lehen. Và sự có mặt Thôi đến từ để Lehen và Bini giúp cái dòng cho đó ngừa thai Curt luôn á không chứ. nằm xuống trong pha vừa rồi với tình huống Một sâu cái sát dòng thương đến từ bộ đôi bên phía Hanwha Esports. ngăn Người chặn. nằm xuống lại là Jaka. Với Mỗi việc lần anh nói ta dính vào cái cặp cầu mỗi không lần gian nói tới cái ở vị dòng trí của như Bini, chiến công đầu dành đặt cho cái KT dòng binh như Roster thế là thắng rất ta. lớn ở bãi chi vừa rồi thuộc về họ. Còn Vega hai phép bổ trợ đến từ Bini thì những áp lực đứng giữa cũng sẽ không được Đánh đưa vô ra sự bãi một cách tối chiên lên ưu cấp độ đến 6 từ sớm luôn nè. đứng giữa của Hanwha Có một Esports điểm và hạ gục đây sẽ là hiện dòng tại tuyển cấp độ mới 6 chưa? triển khai tới từ KT Chưa, Roster nhưng mà đây. ăn thêm khoảng Đánh chừng rất hai trực con diện lính nữa và lên cấp Clip độ bắt buộc 6 phải kẻ giữ lên top cạnh tự trên chơi để không anh phải ta quan sẽ tâm gỡ nhiều, lại kẻ này dòng kinh lửa chấm gần cuối hướng tới này chống để gỡ chịu. gạc những sự thua thiệt đã mất sau dòng vừa rồi. Boss thì cũng không lợi thế cho bên phía của Đây Viper. là một tình huống mà Kèo KT này sẽ sương phải đối sương thì đầu vẫn với đang có rất là Vega có một nhiều cơ sở cái có một điểm cơ hội lợi đi cho bên phía của và Hanwha Hanwha Lion. Esports cũng sẽ không thể nào Rừng bỏ thì qua đang trận cấp tranh độ này. 6 thua, Về một lượt mid lăng rừng mất thì tầm cũng đang điểm thua, sẽ khiến cho đặt trận tấn công vòng của rễ Vega rễ không rễ có rễ. quá nhiều áp lực. Trời ơi, solo Đây đây kill đây với một đây cây đây phép đây bổ thiêu trợ đốt thiêu thanh đốt, bay, thiêu đốt tốc thanh bay biến và theo thiêu đánh đốt thường dứt solo điểm. kill. Đứng dưới thì mình lao lên với một cú tấn công vào là Trời Viper ơi, ông cũng JK ông win. xử Tuy lý mấy rằng cái pha này dở những lượt lăng mất tầm vậy. điểm Né vẫn được dẫn cái đến đúp hiện giờ thì rồi. tấn công của JK không có quá Né nhiều được cái áp lực đúp và rồi thì Vega đang bình bị tĩnh solo để cho kill. cái Đây E đây nó đây hết đây hiệu đây lực đây đây đi. đây 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 thiếu. Còn ví dụ như á mà muốn mà né đúp á mà không có bị ăn đam á mà bắt buộc phải đạp vô cái dòng á để mà nó có cái vị trí xa khỏi cái hitbox của cái đúp á thì ok chấp nhận được. Còn trong cái pha này đã né được cái Shadow đúp rồi Bini thì có bình tĩnh solo lại kill. xíu. Đứng dưới thì mình Có lao ai lên đuổi với đâu mà một tấn công vội. vào Viper và Lime nhờ lợi thế chung cuối của mình. Trời Đường trên là ơi 2 đánh 2, Curt còn JK ui. tuyệt mệnh. Đang là một tiếng cú nện tàn khốc được ra tới từ Kin, sát thương là không Tuyển đủ đến thủ với xuất Bini sắc trong tấn nhất công vừa rồi. Và anh ta sẽ tuyển về thủ bóng xuất đường sắc nào nhất đây? Về LCK bóng năm đường nào? 2022 Ốc đúng không? rồi. Bini vòng ra, đánh tay Trời liên tục ơi có một BDD dành cho bà Bini. sát với lại Pha con đấu thứ Vega. hai dành cho đứng giữa bên phía của KT Roster. BDD Bản dạo gần thân đây đang phong độ phải tốt bỏ lắm nhà đi nha. bụi. Đây sẽ là Cái tình huống trận đánh mà mất thua tìm đường để T1 á, Vega BD đánh thoát. Talia là hơi Đã bị mất cháy solo luôn này á. từ Bini. Đang là những nỗ lực Hơi bị tìm đường cháy để luôn tìm á. đường vào
vào trong nhà chính đối phương và anh ta sẽ phải lên bảng mang hạng mục thứ 3 dành cho Vega của BDD. Killing spree dành cho BDD với 3 mạng liên tục. Và ông thọt rồi, bây giờ ông lên cái giày khai sáng nữa. Khổ cho ông. Vega vừa rồi tôi thấy anh ta về nhà đã đang thọt rồi, những cái giày khai sáng. Chắc chắn hơn ở khu vực đứng giữa. Rồi về nhà 3 điểm hạ gục như thế này thì Trường Trường Sinh có khá là sớm tích số, sớm lập lăng không thể nào giết được. Gần như là đường giữa là bị mất thế luôn rồi. Mà con Vega, một trong những cái điểm yếu của con Vega là nó sẽ không có đẩy đường được ở những cấp độ đầu tiên. Tại vì mình phải tích quy ha, và phải mắc quy trước để tích quy. Không đẩy được anh em khó đẩy được. Thường là chơi Vega thường sẽ bị mất cái trục ở đường giữa nhiều. Tốc biến đập mặt e kịp không? Không e kịp. Đó, pha đó cũng không phải là tốc biến đập mặt nha. Tốc biến để áp sát bức tường, sau đó là e. Không e kịp. Thực sự đang đánh một cách như mơ ngủ vậy. Còn đây là tình huống đô kêu ở cánh dưới. Điểm sáng hiếm hoi đến từ bên phía của hàng ngoài Viper Dực Long trồng CC tốt. Cấp độ 6 gan ác. Sẽ để hủy hỏi sườn phải đó vậy. Phải đó bị cắm mắt tầm nhìn Lehen full spell mà sẽ đúng sao quá nhỉ. Hai con Vega này đang bất trị nè. Ok, bot. Nếu mà đánh xuống dưới cánh bot đã lấy được hai lớp giáp trụ. Con sứ giả này có thể kiểm soát được luôn á. Tại vì boss đang thắng á, Linh có được con sứ giả, xong ăn sứ giả, hoặc là tiền ăn rồng. Mở nè, bên kia có khổng lồ hóa nè. Trường Trường Sinh vẫn chết nè. JK tóc biến chớ rồi. Giờ mới có được điểm hạ gục đầu tiên cho Viper. Quyết định ăn rồng chứ không ăn sứ giả. Vâng, và đó là một tình huống giao tranh 4-4 tại khu vực cánh dưới bản đồ, nơi mà các thành viên phía của Hào Lai Sport đã là những người thi đấu chủ động hơn. Họ có được tình huống kiểm soát tầm nhìn tốt tới từ live. Anh ta đã di chuyển trước và cắm được khá nhiều mắt trong phần rừng bùa đỏ của KT Roster. Cặp boss vẫn đang gánh ok nè. Hai lớp giáp trụ. Bây giờ mà team bên kia ăn sứ giả thì áp lực ở đường dưới thôi anh em. Nhiều khi là tạo ra cái trụ đầu tiên luôn chứ. Đó là một pha bẻ các không gian. Bỏ qua ha. Cái khúc highlight này bỏ qua, không biết là bên nào ăn được cái trụ đầu tiên ha. À đó, bên Viper ăn được cái trụ đầu tiên kìa. Ha, bên Viper ăn được cái trụ đầu tiên rồi. Con sứ giả bên phía của KT ăn đúng không? Xong rồi đẩy ra khu vực giữa đúng không? À, thì nó đúng là về mặt lý thuyết như vậy anh em. Ăn rồng xong rồi chạy về nhà, chạy thẳng xuống cánh dưới cắm mắt áp lực. Tạo ra lợi thế dành cho sở hữu. Ha, nên mình đang thấy chưa có nhiều những cái đột biến biến số ha. Lyra Khan có ý định tạt. Lehen thì không đủ che nha. Đó là pha lao vào với tạ súng đột tới clip thấp mố người đánh bật ra cuối của BD vẫn đóng quá nhiều rồi, nhưng đấy với thùng dựa nổ góc đẩy về trước ra gắt hơi trâu có thể sống sót. Lai lao vào mở vài tờ bắn đầu kim trong chiêu cực kỳ trâu trước khi bắn vô xe lần. Còn bên phía bên này thì đang là một pha nhốt thành công kinh gần lại. Kinh gần xử lý khá là bình tĩnh và anh ta cuối cùng vẫn lắc phá chị. Rất nhiều người yếu máu nhưng không ai phải thấp máu rồi. Bây giờ con Vega nó đặt vòng cái hết vô. Cái điểm mạnh của Vega ở trong những cái tình huống kiểm soát mục tiêu như thế này khó chịu lắm nè. Mà nó lại xanh sớm luôn. Viper bị zone rồi. Mà này đánh nhiều khi là bệnh luôn ha. Này đánh có thể là bệnh luôn ha. Vì đi đang hơi thấp mana chút xíu. Nhưng mà vẫn chơi được, vô trong CC vẫn chơi được. Hai cái giày thủy ngân là hợp lý nè. Lập lăng thì cũng đang hơi biến ảo chút xíu, cũng hơi tự tin chấp nhận được. Trời ơi, BDD. BDD làm cái gì vậy? JK làm gì đúng hơn chứ? Chưa kịp nói dứt lời là anh ta băng thẳng vào cái bẻ cong không gian và anh ta lên bảng rồi thùng dưa nổ giải ta đã đông tới từ vị trí kinh gần như nó chẳng trúng ai cả. Kim lao lên với chiêu cuối của mình và đẩy lui bên phía Hawaii Sports ra. Mất rồng. Và đây sẽ là con rồng miễn phí cho bên phía của KT. Cái gì vừa xảy ra vậy? Tôi không hiểu JK vừa làm cái gì nữa với việc là anh ta biến. Bên đây đủ đam ăn Baron không? Không đủ anh em ơi. Phải có người phá. Và khi mà anh ta chợt nhận ra không đủ đam ăn Baron ha. Thì cũng là lúc mà JK. Nếu mà bật ra đánh giao tranh thì sao? Mất thùng rượu nổ, có cái tả xung hữu đột mà con Sen nó đứng đầu, có khổng lồ hóa nữa, có cái
bẻ cong không gian nữa, bật ra đánh cũng không được, cảm Cảm giác bật xúa ra con đánh cũng không 10 được. đến từ hàng Con ngoài xe này nó Scorpio trâu bắn quá, luôn con rồng con Guento này từ mất giữa lực vòng rồi, bắt đấu và sẽ con là này đấu mất trường số rồng không 3 được dành gì cho hết đó. Heroes một cách miễn phí. Họ không mất bất cứ một cái thứ gì cả. Thôi thì bây Rất giờ họ khó chuyển dịch hiểu họ với lên lấy trụ Brazil đường đến từ trên ha, Zeka. lấy cũng không Và thực nổi sự đây nữa, là một sai lầm rất chí mạng đến từ đường giữa bên phía của hàng ngoài Sport. mất lực rồi. 24 Candy Roaster 29 phút với rồi con nè, rồng Guento. 29 phút tầm này có mũ, tầm này có mũ 3 món trang bị, farm 265 cỡ sẽ rơi vào khoảng chừng 1.100, 1.200 AP. Mũ nó cộng hưởng với lại cái nội tại nó kinh lắm anh nè. Guento 1.100, thứ tư 1.200 bản đấu. AP chưa? Sao dùng 4 dành cho họ nhưng Kingsguard chuẩn bị bắt lại. Ta bắt buộc phải mất cho mình thùng dầu đổ. Góc này thì Sion trong tay của Kim bị giữ chân lại. Lượng sát thương được tạo ra đến từ Viper là tương đối lớn. Viper Cut đánh cũng đã bắt bắn buộc dọn phải rác mất quá đồ ha. cho mình tốc biến trong pha này. Vẫn không ai lên bảng điểm số cả. Rất nhiều phép đồ trợ được đầu tư cũng như là lượng chiêu thức nữa. Khi Chuyển mà qua Cut mất BD tốc coi bao biến, nhiêu nội tại rồi. Kim thì mất rất BD bây giờ có đồng nhiều hồ máu nữa, sẽ cần phải bấm bê nên về mấy nhà pha một này tí lúc này BD còn thoải Kim mái hiện lắm. đã bị giữ chân lại bởi Thanh chiếc tẩy cuối tốc cùng lên. biến ra phía sau Ngay nè. lập tức phải mất luôn cho mình hai phép bổ trợ để có thể tháo lui về. Này còn Hàng ngoài chiêu Esports gì trở lại bởi chồng chiếc cuối CC cùng không? tốc biến. Kim thì mất rất nhiều máu sẽ cần phải bấm Hết bê rồi, về nhà like cho bị mình lúc chặn này rồi. còn BD anh ta bị giữ chân lại bởi chiêu Thùng cuối rượu cùng nổ lên. không có. Ngay lập tức phải mất luôn cho mình hai phép bổ trợ để có thể tháo lui về. Hàng ngoài Ok, Esports mất đang thấy ăn có rồng. được lợi thế hơn ở khu vực hàng rồng. Và lượng sát thương đến từ thiệt của Gỡ lại BD được khả năng rồng cực xíu. lớn bắn tới từ Viper trong Series ngoài 3 vòng đồ một ám không minh khá vẫn là gây tuyệt được vời khi đam mà nữa. Viper lấy được Tại đôi vì chân team tại vị trí có mà họ bồ đã quá, cản bồ được khỏe quá. mạnh lên Lee Gonzo Vigo với cùng lại với con Candy Vega Roaster. nguyên cái cặp biết rừng này bây giờ rất là khỏe rồi. Giờ kiểu như nó vô nó CC mà nó chồng sát thương một người á, tan vỡ liền, Vâng khuấy và đảo liền. nãy giờ giao tranh rất lâu nhưng chưa ai vượt lên JK bảng xích đã 2 và phần 3 lao máu. vào với cung Ok tỉa nè. cực kỳ hay tới từ Zeka. Được đấy. Anh ta lên có những pha xử lý như vậy để giúp cho phía hàng Sport JK làm nhưng pha bây cũng giờ được thì đấy, uy tín họ đấy. đang tìm cớ để có thể giao Ăn tranh và rồng họ à. đang muốn hướng tới Cobaron đầu Coi lộn tiên ăn của trận đấu Baron à. sau khi mà người trường giữa của họ Mà có bị một cái pha xử lý con tốt Jerry nó nên cũng mình hút còn lại máu khoảng được. chừng một phần hai Lai cây đang có bóng. ý định tạt. Mở Nhưng ra. mình đang tìm Mở ai đây? Mở ai đây? BD có đồng hồ không có tốc biến. Guts không có đồng hồ, không có tốc biến. quái rừng để hút máu lại nhưng không có quái rừng để mình hút máu, anh ta bắt buộc phải tham chiến ở một trạng thái máu Mà yếu. cái pha Dot này khoan cũng từ để từ hút từ máu từ. lại. Mà cái Hệ pha thống còn này lại sao khoảng chừng JK 42 lộ cây hình ở bóng của ngoài mình chứ đang vậy? tìm những bãi quái JK có rừng thể để núp hút máu lại ở nhưng đây không nữa. có quái rừng để mình hút máu Kiểu lại. dạng mặc dù chưa biết là có mắc hay không nhưng mà cố gắng đứng khuất sai chút chứ. Đứng khuất sai thì khi đó cái áp lực á, áp lực mà mình bị mất vị trí á, mình bỗng nhiên mình xuất hiện ở cái góc nào đó đó, nó lớn hơn. Anh ta bắt buộc Nó phải đứng tham ngay chiến trước ở mặt một ta. trạng thái máu yếu. Đó là Nếu mà đứng ngay trước mặt ta này thì chỉ có một cái lý do thôi anh em ơi. Hù. Hù để team ăn Baron. Và họ quyết định là họ ăn Baron ở xong cái pha này. À, nên JK mới đứng đây ha. Chứ mà bình thường mà nếu mà muốn bật ngược trở lại á, thì phải kiếm cái góc nào đó mà nó kín kẽ chút. một pha Nó giống giống như như thời kinh. là nó giống như là cái mấy cái tụi mà biến thái mà hay lén lút làm mấy cái trò biến thái ở ngoài nơi công cộng á, thì thường là sẽ cố gắng để lén lút, nó kiểu là như vậy. Gần đẩy lùi đối phương ra tạo khoảng Nói vậy trống cho anh dành em dễ cho hình dung Viper ha. đấy ta có được Cameron và sau đó Rakan của Live lao vào mở được anh ta mở trúng vào người của Kurt khổng lồ hóa được rồi lên Kurt BD yếu máu Ngồi kinh cú che chốt ác cuối tới từ quá. vị trí BD kết liễu thành công vị trí của Kinh Zeka che hết và lợi đam của thế lên người Viper dành rồi. cho bên phía Tốc của Kenny biến chói được và an tốc minh kìa. biến đến từ vị trí Nice của rồi, an minh đúc đầu Viper vô dùng một hứng. cách hiệu quả và anh ta cùng với Kingen hạ gục thành công Emin mất Emin KT Roster còn lại bốn người nhưng họ không còn nhiều sát thương để giao tranh nữa Viper gánh ác và đó là quá. bốn mùa dành cho bên phía của Live. Và Viper đây sẽ là pha tận dụng một lần bắn nữa làm pha chiêu gánh ác cuối cùng quá. đến từ vị trí của Zeka với tỷ Chịu lệ hồi chiến Long thắng Vũ quá do trời an là minh hứng không. hết luôn đó Như chứ. vậy là họ muốn đầu tư và con rồng Guento thứ 6 của ván đấu và tỷ số về dòng sẽ được cân bằng là 3 đều ở thời điểm hiện tại. KT bỏ rồi, đây là mục tiêu mà họ không có nhiều tầm nhìn để tiến ra kiểm soát và quyết định buông bỏ là một quyết định an toàn. Họ buông bỏ kiểm soát được lính tại khu đường giữa cũng như khu Con đường trung Vega bây giờ bao để nhiêu có AP thể rồi? tăng thêm nữ sức mạnh tại thời điểm này 300 trong thực mấy, lực cỡ như là chừng ngàn Vega rưỡi chưa? hay là Zeri. Gây sát thương tại chuyển Muốn vị coi trí BD của quá. Jerry và Emin cũng đã là bốn đồ và anh ta đã Nãy giờ mang camera theo chưa huyết lộc chuyển qua để không BD. bị rơi huyết kiếm BD để coi và nữa tạo nè. thành một cái nỏ thần Dominic để một cái huyết trượng ở đó để tránh cấu rỉa mà thôi. Hợp lý. Đây là cái kiểu lên đồ hợp Thôi lý. hơn xích chút nữa và à kịp Viper thời mất luôn thanh cú tẩy á. đẩy và tình huống cú này tấn không tốt đến từ vị trí của Kim ở góc Kim này bị Kim bị lùa, dồn Kim sát có tốc thương lượng biến, sát Kim thương thoải mái ha. chàng bước trở lại đến từ khu vực hàng Sport là tương Ôi đối lớn nhưng Emin hạ sát thành công được Rakan trong tay của Kim Lai che một pha tim. chết cháy đến Hồi từ máu trong không bên lô phía hóa của hàng đâu. Sport bỏ Hết ra rồi. tình huống giao tranh có lợi nhưng Kim đã phải lấy bảng điểm số Clint dùng luôn chiếu cuối trong tuyệt vọng bởi vì anh ta sẽ mất thiên ra thiên thần trong pha này mà thôi. Kim ở dạng nội tại anh ta lên bảng điểm Mất số nhưng thế. Emin đã có góc bắn và Emin bắn hết tất cả những gì ở trước mặt tạm Em thời mình thì anh vẫn ta nghe bị được làm trọng đam. bởi Kingen. Sự khác Nhưng biệt ở đây đây sẽ là một loại là Baron được triển khai đến từ sự Candy khác biệt ở Roaster đây thì là gì Hulk đã trong hạ pha sát thi thành đấu công đó, sự khác biệt ở đây là gì anh em?
là cái khả năng gây sát thương của hai mũi nhọn tấn công á. Tại vì người chơi chống chịu của cả hai bên cũng đã cố gắng câu kéo rồi. Kingen cũng đã câu kéo ha. Sen cũng đã câu kéo. Còn cái sự khác ở đây á, là Vega nó chồng đam với lại Amin. Hai thanh niên này đều chồng vô cái mục tiêu. Còn Lập Lăng thì Mình đã chưa thấy sát thương của có Lập Lăng tên đâu. King ở góc này, King bị dồn sát thương, cái lượng sát thương tổ hợp Chưa thì thấy sát Viper thương luôn của đánh Lập vẩy Lăng. và tình huống cú lại càng không tốt đấy, Này, vị trí vô của xích King ở xích góc xích này, xích King bị xích dồn xích. sát thương, cái Rồi lượng kiếm sát nguồn thương sai ẩn. chạm ngược trở lại đến từ bộ ba của Hoàng Sport là tương đối lớn, nhưng ấy mình hạ sát thành công được Xuyên Rangar giáp trong rồi. tay của Lai, Ok một xuyên pha giáp chết luôn. chạy đến từ hỗ trợ bên phía Hoàng Sport mở Che ra che tình huống giao che tranh không có bị lợi, nổ. nhưng Lập King Lăng đang phải bây giờ đảm hết bảo điểm chiêu rồi. Lập Lăng trong cái khoảng thời gian mà tung chiêu vô người của Sen là bây giờ phế rồi. À, BD khác. BDD thì khác. tố clip dùng luôn chiêu cuối trong tuyệt vọng, bởi vì anh ta sẽ mất thiên giáp thiên thần trong pha này mà thôi. Kin ở dạng nội tại, anh ta lên bảng điểm số, nhưng Aiming đã có góc bán vai, mình bắn hết tất cả những gì ở trước mặt, tạm thời thì anh ta bị làm chậm bởi Kingen. Nhưng đây sẽ là BD một có loại pha chồng Baron được triển khai đến từ chồng đam rồi Gravemaster ngon khi quá. họ đã hạ sát thành công được Lid. Có Baron ở đây. Anh Baron họ được không? còn lại 3 thành viên và họ sẽ muốn đánh 4 đánh 3. 4 Được đánh nha. 3 là Pha bên này phía tôi KT nghĩ chứ là không ăn phải là được. Hàng còn lại. Vega nó Một khép tình huống góc bẻ ác có không gian quá. đặt ra tới TDD và mang tiền Vô cho đánh thớt King luôn á, cao. đánh King thằng trở về gần phía nhất luôn Hoàng á. Lightspot, không ai di chuyển vào được Vô đánh cả. thằng gần Thế nhất hệ luôn vẫn á. vẫn nhờ Trời những tình huống ơi. kỳ cao khiến cho bên phía của Hoàng Lightspot không ai di chuyển vào được cả. Lễ hèn mất máu nhiều nhưng anh ta hóa cóc kịp và tôi không còn thấy JK đâu nữa cả. Một pha ảo thuật tới từ BDD khiến cho đường giữa bên phía của Hang Lightspot nằm xuống chung với con Baron vừa rồi. Cốt đang là người bị tấn công, nhưng anh ta nhặt được xác của JK và anh ta quá cơ động. Và họ đang tiến ra con rồng nguyên tố quyết định đến linh hồn rồng trong ván thi đấu này. Đây là một tình huống mà KT có BD thể cháy có được vậy. phạt 50-50. Và họ sẽ muốn có những pha phát động tấn công. Họ có những cơ sở để phát động Ờ à, tấn sao công. nãy tôi không chơi Nhưng Vega điều ta? này thì để xem là liệu rằng họ có giữ lại được con rồng này không, khi mà Clit vẫn có áp lực đến cú trừng phạt của anh ta là tương đối tốt. Đó Đặt là cái pha lao dòng vào rồi, khấu hết tiền từ cốc rồi. Jekka, thùng rượu nổ, Viper không đang để hơi được cô quá độc nhiều chút người lại. xíu, đang Ây, bắn. ây, 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 Bắn 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 sát bắn thương Viper bên đang phía đứng lưng cao, Viper trúng bị cú trừng phạt nợn. vừa quá nhiều, Viper vừa bị dính một cú nện. Dạ, Pha trúng lao ngay cái vào thiệt tên cú của nợn, trừng Viper phạt, vẫn bắn. Viper Cố tự lên, động bắn người. Viper Liên ơi. tục biến ra về một chấm máu, nhưng người nằm xuống lại là vị trí của Live. Bắn Không biết bắn tạo sự bắn cuốn trượt cho R Clit linh hồn bắn. rồng dành cho Hang Lightspot, nhưng họ đang do tính thiếu người. Thằng nào lên, King thằng đang nào tung người lên, về thằng phía nào bên lên, phía tốc lại. biến dịch bên Viper kia, vẫn à, mình tốc chui biến đầu né. về Viper. Aiming lao lên với giáp thiên thần của mình và anh ta khẽ ép cho Viper phải dùng đồng hồ. Aiming đã bắn được Viper nằm xuống, Aiming hạ gục thành công Viper. Ôi Tại sao có JK thể đâu. đẹp Pha đấy. này là Viper Viper là 9 điểm JK rưỡi rồi muốn giữ đó. lại được con rồng này, không khi mà Anh em bên thấy phía là của đứa nào lên là Clit đang Viper tung chơi rằng hết đó. Để tôi tung coi rằng JK đâu đó. họ có những cơ sở để phát động tấn công. JK đang lòn Thời điểm lòn cái này góc thì xem biến thái, là cái góc núp. liệu rằng họ có giữ lại Hợp được con lý rồng nè. này không, khi mà Clit vẫn có áp lực đến cú trừng phạt của anh Vô ta là rễ tương đối nè, tốt. rễ cái combo nó hụt Đó E là nè. pha lao vào cấu rỉa từ JK, thùng rượu nổ, Ôi không ôi để xíu quá máu nhiều áp vậy. lực đến cú trừng này. Thì để xem là liệu rằng họ có giữ lại được con rồng này không, khi mà Clit vẫn có áp lực Để đến tôi cú coi cái máu coi. trừng phạt của Win anh nè, ta. R nè. À, Tốt, Lehen đó là bút pha lao cái vào cấu rỉa đến E. từ JK, thùng rượu Xíu nổ, máu. không để được quá nhiều người Ây, ra. ây, ây, Người ây, máu đã ây, là ây, ây, Cuspid ây. mất sát thiên thần rồi. Sát thương đến từ phía Ôi. Hang Lightspot tới từ vị trí của Viper là quá nhiều. Viper vừa bị dính một cú nện. Đúp Pha lao nguyên vào dịch mở về, tem đúp tới từ vị về trí nè. của Live. E Viper vẫn hụt đang rồi. bắn được. Kim tốc Trời biến ra ơi, về phía bên JK phải ơi, để làm giữ cái lại gì con đó rồng đi này. JK Cuspid ơi. linh hồn rồng dành cho Hang Lightspot, nhưng họ đang do tình thiếu người. Kim đang muốn Đúp về về phía bên nè. phía trở lại. Viper vẫn đang bắn trội lông vũ từ Viper. Aiming lao lên với giáp thiên thần Trời của ơi, mình và E Kim kìa. đang muốn bê về để chuyển trở lại. Viper vẫn đang bắn trội lông vũ từ Viper. Đúp nè Aiming E, lao lên trời với giáp thiên thần của ơi. mình và anh ta khẽ ép cho Viper phải dùng đồng hồ. Aiming đang bắn được Viper nằm xuống, Aiming hạ gục thành công Viper. Và đây là dấu chấm hết từ nhà Hang Lightspot. Sport KT giao tranh thắng quyết sạch các thành viên phía qua Hang Live. Còn đúng một mình JK đang phải bỏ nhà đi bụi mà thôi. Trời Và ơi, đây vậy mà sẽ ông là cũng lượt được sát thương tiếp 2.600 theo sát để đấu thương á, trường của nhìn anh ông ta trong phê. ván đấu tiên này. Viper 10.000 sát thương. Anh em nhìn vô hai xạ thủ nè. Trời ơi, ổng bây giờ anh em thấy số liệu không? Bây giờ nếu mà nói chuyện bằng những con số á, con Lập Lăng với lại con Vega là hai con sát thương bằng nhau, thậm chí là Vega à, con Lập Lăng nó nhỉnh hơn. Nhưng mà thực tế đi, con số nó biết nói dối. Cái tác động của JK ở trong pha đó là cái gì? Rõ ràng đây sẽ là tình huống của JK sẽ không bao giờ có thể bấm bê À được con cả, nhưng Vega đây thì nó thì còn có sang cái đến E nó phía khó chịu, nó khép góc. nhỏ kia khi quyết định là bỏ à, như vậy sẽ là tình huống lùi về Những nước con của số biết JK, nói nhưng mà dối. tinh JK sẽ là không đủ sức để phòng ngự với nhịp đẩy Ôi, 4 coi người JK đánh đến con từ Lập trong Lăng pha này giao tranh chán này. thật Và luôn Aiming á. lên tiếng, cuối cùng thì xạ thủ bên phía của KT Roster cũng đã lên tiếng trong một tình huống giao tranh và anh ta được thoải mái vẫy vùng. Còn ở bên phía bên kia, Đúp cũng Viper không cũng gây có được quá cam nhiều nữa. những sự quan tâm đến từ phản đối bên phía Ăn của cái KT R cái hư Roster. người luôn à. À, đây sẽ là chiến thắng ở ván đấu đầu tiên trong cặp trận BO5 nam dành cho KT Roster, Trời nhưng ơi, nỗ ông lực phòng vô ngự đến từ ăn cái Live, nhưng quy nỗ lực của phòng ngự đến từ BD JK là nữa. không đủ. Chiến thắng Vô ông dành ăn cho cái KT quy của Roster ở BD ván đấu nữa. thứ nhất.
là một con Rai được à, coi pha đó thấy kiểu dạng coi pha đó thấy tội Viper ghê luôn á. Coi một pha giao tranh mà thấy Viper làm hết sức luôn rồi chứ. Viper là đứa nào vô lỡ bắn, đứa nào vô lỡ bắn hết. Trời ơi. Kiểu dạng Viper bất lực luôn á chứ. Ván 2 ban sao vậy? Rồi ok, ván 2 có tôi như đã nói với cậu tôi rồi. Rất là thích cái cách tiếp cận này của phía hàng online. Là bích cho Zega những cái con tướng nó có dấu hiệu sáng sủa chút. Lập lăng vừa rồi hơi fail đúng không? Bây giờ làm lại với con tướng tủ ha, con Yone ha. Yone nè, Maokai nè. Ragat nè. Kèo tự chơi, kèo tự chơi, tự tăng tiến. Phía bên đây thì top là con Roy. Con Roy đẩy đường ha, con Roy kèo này lên giày thủy ngân cũng được. Nhưng mà chắc là đối trọng với việc này thì chúng ta sẽ thấy là đánh xuống cánh dưới nhiều. Mid thì có thể bung chiêu để đẩy trước, nhưng mà lợi thế ở những cấp độ đầu tiên nếu mà đánh tốt á thì vẫn có khả năng đẩy đường tốt cho BD. Tùy à, tùy vô cái vòng rừng của Click á, nếu mà Click mà vòng rừng 3 bãi mà đổi ra đường giữa đổi tốc biến á thì lúc đó BD sẽ bị áp lực. Nói chung cũng phải tùy vô cái vòng rừng của bên phía Hang Wildlife trước cái đã. Cánh dưới chắc chắn nó sẽ căng rồi anh em ơi. KT chắc chắn sẽ đánh xuống cánh dưới rồi. Ở bên phía KT thì roster sẽ bắt đấu này nó sẽ diễn tiến theo chiều hướng như thế nào? Bắt đấu trong khuôn khổ nhánh thua của LCK mùa xuân năm 2023 trên kênh 6 của LCK tiếng Việt, và rất hy vọng các bạn để lại thêm nhiều lượt like và subscribe cho các nền tảng phát sóng của chúng tôi trên YouTube, Facebook và cả GG Live nữa với bản quyền phát sóng thuộc về Bossport. Rồi tăng tốc pha lên mana đẩy đường. KT bot con Raven kiểm soát được con vòng tố đầu tiên phút thứ 7. Farm thì cũng hơi chật chuệt, chắc là nãy lính sớm xong rồi bị mít lính đúng không? Viper và Live vào mối tình huống 2-2 hay 3-3 thì tôi vẫn tin rằng là cái bộ đôi bên phía của KT Roster sẽ là những người có được ưu thế. Với sải tay dài hơn khoảng chừng vài tiền. Phía bên kia BD không lấy cái sách phép mà lấy cái đòn phủ đầu. Căng dữ rồi ta. Con Ragas mang thiên hướng sức mạnh pháp thuật với một cái triệu chứng sinh được update đến từ King Gun. Phút thứ 7 vẫn đang có đủ tốc biến, như vậy BD không mất flash. Nên cánh trên sẽ từ Click chỉ có cái vòng rừng là kiểu dạng farm với lại cover thôi đúng không? Ok nè. U công bây giờ cấp 7 có cơ hội ra găng ở đường giữa, CK biết là mình có thể bị găng. Ê, chết rồi. Thầy CK chết rồi. Lao thẳng vào hốt rộn thành công đến từ BD dồn sát thương. Với hai lần phi hồn tốc biến lao theo đến từ cơn, anh ta có được thiên bản. Xử lý vừa rồi nó cũng có một chút nghệ của CK, tưởng chạy được rồi chứ. Và hai pha quan tâm. Và đó đứng lên cao bị găng vậy khó thoát anh này. Khó thoát cho CK, mất tốc biến rồi. Mà CK mất tốc biến như thế này thì cũng không áp lực được ở đường giữa nữa em. Kèo này thắng cho BD. Thắng là cái việc mà đẩy đường trước á. Top lane cũng đẩy đường trước tốt nè. Thì sẽ có cơ hội để có thể lăn cột tuyết bằng rồng. Rồng ván này thì cũng được ăn khá là sớm luôn. Đẩy về Banunu hả? À, một pha Banunu cũng ác chiến ha. Kinh gần có mấy cái kèo vô playoff xử lý kinh vậy, ác vậy, kiểu dạng nó nghề nghề á. Ở bên kia khai thác rồng anh em ơi. Raven bây giờ 322 nội tại. Raven bây giờ có khả năng để có thể bóc lớp nội tại ha. Tại vì là có Wukong, có Ahri, có Rakan, những con tướng đó nó mở mạnh lắm. Nên bên phía của Hang Wildlife mà đi lỗi cái là bị mở cái có kia là chết luôn đó chứ. Nhả cái bóng ra che, hay quá. Dưới lấy trụ nè. Đánh rồng này rồng lửa bắt buộc phải đánh rồi. Rồng ba đánh như thế nào đây? Rừng thì đang trên một cấp độ, top cũng đang trên một cấp độ, xạ thủ cũng đang trên cấp độ, có sập bên kia nhiều cấp độ. Không biết chiêu cuối của Jilin xoáy lên, tốc biến chạy chưa rút tiền được, nhưng mà mất thế ra rồng. Rồng ba rồi nha, rồng ba phút thứ 19 là cực kỳ sớm. Đếm được cái trụ không? BD xài R luôn. Quay ngược trở lại nhấp nhịp kết pha đó nhấp hay. Nhấp phòng vệ cái trụ. Nãy giờ thì Aquarius Sport đầu tư rất nhiều thứ vào cái trụ bột đó.
có thả hai con sứ giả, họ đầu tư 5 người di chuyển liên tục để có thể có sức ép được ở cả. Nhưng mà nãy giờ cảm giác như click tác động tới ván thi đấu này nó không có nhiều ha. Tại cứ tôi cứ nhớ như là click sẽ ra mid ở cái vòng rừng 37 để lấy flash của BD. Và từ đó thì JK bán bố đẩy đường và thắng luôn ở đường giữa. Nhưng mà như click cũng không ra đường giữa đúng không? Ừ, cái vòng rừng thì nó cũng không có nhiều lắm biến động, top thì farm thua rất là nhiều, mid cũng thua, bot thì nhỉnh nhỉnh hơn được chút xíu là chỉ số lính, nhưng mà cũng không có áp lực, không có thế. Và tầm 4 quan trọng Ari tạc cánh kinh gần đứng ở cái vị trí này hết mắt hay hả, chỗ này hết mắt hay sao? Maokai bắt đầu nó ném trời non, nó kiểm soát nè, nhưng mà phía bên đây thì con rồng lửa này nó cũng hơi yếu máu, rush rất là nhanh. Tình hình là nhiều khi là con rồng này nó sống được khoảng chừng vài giây nữa nè là hai bên va vào nhau luôn á, nhiều khả năng đó. Aya vẫn kéo về được con rồng mà. Mắt đâu, bên đây hết mắt rồi hả? Này trời ơi, con mắt này phải cắm ra trước chứ phải chiếm được cái bụi chứ, không rồi kiểu dạng BD mà vô cái á trúng cái trời non á, không rồi biết đâu đấy vô cái góc mà kiểu dạng vít tóc biển lên lên hoặc là ăn hai cái trái bom làm choáng nè, dứt điểm được ngon nè. Cắm mắt trễ vậy, cắm mắt ở đây xong ném cái chồi non ngay chỗ này nè, rồi xong bức rồng, bức rồng là thấy mình rồi xong, rồi xong 1643 vàng, ném cái R 1643 vàng. Tại vì cái con Raven này á, có một cái đợt mà nó chỉnh sửa cái kỹ năng á, là cái chiêu cuối á, khi mà mình tích được một cơ số điểm nội tại thì nó ném R á, mà cái lượng máu nó ít hơn cái điểm nội tại đó là auto dứt điểm luôn. Nó auto là nó dứt điểm luôn. Ha. Nên cái việc mà rút tiền đối với lại Raven khi mà có được số điểm nội tại cao á, với cái chiêu cuối á, nó là một cái câu chuyện khá là dễ. Trời ơi, 1643 về nhà lần này 2006, đối phương lại có linh hồn đồng lửa nữa, thôi vậy ván này tác động đến tục lít không có nhiều, bị lăn cầu tích ở đường dưới thua rồi, năm thua rất nhiều mạng. Về nhà lần này chắc là 3 đô rưỡi trên một món trang bị lớn so với lại Viper. Họ mất cả linh hồn rồng lửa và cú trừng phạt triệu đô đến từ Clint không phát huy hiệu quả trong pha này khi anh ta không dùng nó. Mắt trễ quá, không có cái thế mà kiểu dạng bóc bóc bằng cái trời non ấy. Quá thấp máu, không có bất cứ một cú chiêu cuối nào được bắp đến từ lại khi mà cái tâm của anh ta là không đủ. Thêm một kiếm BF nữa dành cho mấy cái con mắt quan trọng không cắm trước. Đúng như Tùng nói, không có chống chịu nào chịu được con Raven này. Chân đồ lớn luôn, hai xạ thủ chân nhau đồ lớn luôn. Hoàn toàn thuộc về trong tay các thành viên bên Fingern. Hai trưởng đến top farm hổng lại chân đồ luôn. Ôi, nó này ao kìm mà. Cái này hàng ngoài lại đánh nào kìm mà. Ôi. Đúng vô cướp hả? Ồ, không vô kìm. Mang lại Baron và họ quyết định mở ngược trở lại để tấn công. Lehen mất máu quá nhiều. Về được hết luôn. Có một quả bom hẹn giờ trên đầu. Viper bắn không? Mấy ngồi đây mới có ai đâu. Có ai che, có ai búp đâu mà mà cái con rồng lửa vừa rồi nó quan trọng quá. Chênh lệch về tiền khúc này đang là 9.000, tính luôn cả linh hồn rồng lửa đâu đó xương xương khoảng chừng 3.000, 2-3.000 là bèo. Xong rồi thêm cái tác động đến từ 4 con rồng nguyên tố nữa, trên tiền cả chừng 10.000 vàng. Cả đường dưới JK đang bị khép góc bởi lốc xoáy tử vong. Lượt về của lốc xoáy tử vong không trúng tới từ mình và JK vẫn may mắn thoát chết trong tiếng vừa rồi. Chứ nếu đứng lại ăn thêm một dìu nữa, khả năng cao là anh ta sẽ phải lên bảng mà thôi. Đây là một Raven quá xanh trong tay của mình rồi. Còn khu vực đứng trên cùng với khu đứng giữa vẫn đang là những nhịp di chuyển vào. Viper tiếp Gengar hôi cúp của Lehen. Ừ, vô chung kết nhánh thua cái Gengar nó vả cho thì đừng lúc đó đừng có mà khóc. Nha. Dù sao người ta cũng ui Viper chiến vậy. Có cái chiêu cuối nè, bắn đi Viper. Mà chạy này mà. Hồi sinh hồi đứng dậy cũng chết. Người ở lại sẽ là ai đây? JK dịch chuyển xuống. Anh ta chọn mục tiêu như thế nào? Đặt lệnh của anh ta còn. Nhưng những gì không em muốn đại chiến viễn thông lực về à? Khó còn nhiều máu nữa.
và KT cũng tương tự là như vậy. Không, KT đợt này nhìn đánh thấy phong độ cao quá. Viper và ít nhất là Hawkeye Sport thành công trong tình huống phòng ngự, họ câu đi hai cú dịch chuyển đến từ cả Kim. Rồng ngàn tuổi, Viper hút máu ngược trở lại nhưng năng lượng của Viper thấp quá. Viper là khá nhiều trong tình huống đó. Viper có xíu năng lượng mà. Vẫn là Kim và BD di chuyển để có thể vô chơi được không? Mất chiều cuối nữa. Rồng đang được triển khai đây gần như là cơ hội cuối cùng để Hawkeye Sport giữ lại. Bên kia còn đầy đủ luôn. Nhưng đây là phản tấn công rất nhanh đến từ vị trí của BD nhắm sát thương vào con Jerry trong tay của Viper. Một người đang phải lấy bảng điểm số. Jerry trong tay Viper tốc biến bỏ chạy với một chấm máu. ZK không tương tự là như vậy. Anh Minh không còn tốc biến nữa nhưng anh đã được kích tốc và chỉ cần một cú diều xoay chạm vào người thôi. Ra điểm hạ gục dành cho người chơi xạ thủ bên phía của KT Roster. Hai mạng cộng kèm thêm dành cho KT. Họ có cú quét ba người và chuẩn bị sẽ là mạng thứ tư nằm xuống với việc clean. Dính thiết bản ngăn cơn double kill dành cho vị trí của Kurt. Và tín hiệu endgame chuẩn bị có đến từ KT Roster khi họ có nhịp đẩy ở cánh trên trong... Ván 3 thắng được ván hả? Một con Rai ở ván trong cái kỳ gần. Ok, JK thử tất cả những con tướng mà anh ta có thể chơi luôn á anh em. Lập lăng đánh pháp sư đè lên nè. Xong rồi Yone đánh đấu sĩ thuận tay. Xong bây giờ chuyển ra xạ thủ ở khu rừng giữa. Nhưng mà về mặt bản chất thì ba con tướng đó đều là ba con tướng mà nó tùy thuộc vô nó tỷ lệ thành công thì nó rất là quan trọng vào cái mức độ tay to. Thì một lần nữa Linh xin khẳng định là Linh rất là thích cái cách tiếp cận này của phía Hàng Online. Ván này thì có con Kasante tướng tủ của giai đoạn vừa qua của kinh doanh của đường trên nữa, quan trọng là cái vòng rừng như thế nào thôi. Ván này thì anh em cũng sẽ thấy là bên phía của KT có Raven, Rakan, Vũ Công, Talia vẫn sẽ đánh xoay quanh ở khu đường dưới. Kim thì tự chơi ha, kèo này Kim tự chơi để coi Kim có thắng ở khu đường chơi không. Tại vì con quen á thì đánh với mấy con tướng chống chịu á cũng khá là ok. Né cái quăng địa chấn tốt nè, bắn với nhịp độ chết người của Tristana và em rất nhiều máu từ giữa của đối phương rồi. Cấp 5. Một pha xử lý kỹ năng tốt tới từ JK khi anh ta lách được cái W, cái quăng địa chấn. Solo kill, solo kill. Cấp tốc hành lên dí solo kill cho Kim lên. Dành cho Kingen một ba gục solo kill giúp cho anh ta có được một lợi thế dẫn trước về tiền dành cho rừng không thua. Boss đẩy trước. Những giọt năng lượng cuối cùng đến từ lần này thì có con Data Class hả? Tình huống đánh thường trên thì Kurt đi vào cắm một con mắt, anh ta ăn ngay một cái mầm cây đến từ Clit và đã bị kèo đấu này. Chất tướng được pick sau đến từ Kim nhưng vẫn lần đẩy anh em lên sát thương. Một yếu tố để giúp cho Hawkeye Sport dominate ở cánh dưới. Họ sẽ có được con rồng nguyên tố đầu tiên ở ván này. Này solo kill nè, anh chủ solo kill. Ok, lợi thế con Chitana đẩy tốt quá, xong rồi anh con rồng ở đường giữa luôn. Ngon, một tín hiệu rất là sáng cho anh qua like. Này là gì đây? Nhìn ngon kìa. Thương đã gục được Kingen. Nếu như không có được chiều cuối với cánh xe chiều đổi kim để lấy thêm sát thương về khống chế. Mình Viper đang di chuyển ở cánh dưới, Kingen đang di chuyển. Phần này tôi mệt ông Kingen ghê luôn á. Lính thì nó cũng đang đẩy rồi. Rừng thì của mình cũng không có để mà đai trụ rồi. Nếu như không có được... Ok, ông lách hết con này xong đi. Ông đập cái Wii vô cái con lính kia cho nó chết đi. Xong rồi ông đánh tay nội tại đi. Ông đánh tay nội tại, ông dứt điểm cái con lính còn lại đi. Ông đập, ông cũng ráng đập vô cái rìa nữa. Ông ráng ông đập vô cái rìa để né đam vô cái con lính còn lại nữa. Để lấy thêm sát thương về khống chế. Mình Viper đang di chuyển ở cánh dưới, Kingen đang di chuyển ra. Mệt ổng ghê. Ok, ăn đồng nè. Có đủ thành viên ở đây ha. Khỏe, team bây giờ khỏe. Mau cai kiểm soát tốt. Mid thắng, top thắng. Boss thắng, ăn được 3-2 rồng. Con rồng nguyên tố bắt buộc phải buông bỏ. Như đây anh ta làm gì đây, anh ta cố rút lui nhưng anh ta bị bắt ngược trở lại, mất máu quá nhiều, mất thêm cả phép bổ trợ tốc biến rút lui, anh ta đổi sách phép thành trừng phạt và có ý định tìm kiếm cú trừng phạt để cạnh tranh với Clit. JK bây giờ cứ đẩy lính ở đường giữa thôi ha, cầm con Chitana có bọc thuốc súng có e đẩy lính. Kèo này tùy nha anh em ha, ví dụ như anh em chơi Chitana mà anh em không bị áp lực nhiều thì mọi người có thể lấy cái tàn phá hủy diệt. Còn nếu như mà mọi người bị áp lực nhiều á, áp lực BK á, thì mọi người có thể cân nhắc lấy cái điểm lan tràn để mà mình có thêm máu mình BK với lại mid của phía đối phương. Rất khẩn đến từ bộ ba bên phía của Hawkeye Sport, chính xác bộ đôi bên phía Hawkeye Sport. Còn cái điểm còn lại thì là một trong hai, một là ngọn giáo thứ hai hay là cái giáp cốt. Họ muốn có được cái điều kiện thắng như tôi nói với pha xả đổi tại từ ấy mình. Lại là những cái cú tích hũ với bao nhiêu số đây? Rất nhiều số nội tại, 400 số nội tại hơn đến từ ấy mình ở thời điểm hiện tại.
Và nếu như anh ta xả được 400 số nội tại thì cũng là một cái lượng tiền Phách rất là biến lớn, về tầm khoảng hơn chờ 1 cơ hội ngàn bốc tiền. Ở thời điểm hiện tại Ấy da, mất đúp, mất đúp, thấy rồi nha, thấy rồi. Vừa mất nhảy Ok, bây giờ còn cái đại bác đẩy lùi của Shika. Vừa mất giật nhảy tên lửa đến từ HYZK. Rồi, lẹ cái hen. Đã bị hất tung lên, sát thương trong vào đến từ Aiming với lúc xui. Xoay từ vòng không. Không nhường được mạng cho Aiming trong pha này. Không nhường được mạng ta. Và đó là kết đứt né cái đại bác đẩy lùi rồi đó chứ. Họ đã có thể kích được nội tại cả nghìn tiền dành cho Aiming, nhưng rất tiếc đó lại là sát thương cuối cùng thuộc về Curse. Xui dữ thần trời. Bao vừa rồi mà rút được cái mạng ha. Bèo bèo là hơn được ngàn cỡ chừng cỡ tính luôn cái điểm hạ cục 300 đô cỡ chừng ngàn ba. Ngàn ba, ngàn tư, ngàn ba, ngàn tư là ngon đó chứ, chú bơ chứ. Đó, còn cái xuyên lam bất bại mà. Cái xuyên lam không? Ủa mất xuyên lam lúc nào? À đây mất rồi. Viper là người được nhường mạng. Đội hình bên phía của Hawaii Sport không biết vị trí đứng đến từ người chơi hỗ trợ bên phía của KT Roster và liệu đây có là phải là một pha tập hợp. Ember vẫn đang đánh ok quá, có được điểm hạ gục kìa. Lehen vẫn chưa Lehen nấp phía bên kia cũng muốn đánh, dịch chuyển tầm xa, khép góc thôi lai liệm mà. Góc đứng này của lai liệm mà. Lehen kích chiều cuối nha, vô Viper, ép được Viper, Viper bị out combat rồi Ember. Cố gắng quay trở lại để 3 hit. Để cái đúp trúng hai. Để coi JK đây. Bây giờ cứ bỏ qua JK hoài. JK đây à. JK bị xoáy. Hồ ơi, JK nhảy hồ. JK mấy cái pha này. Trong khi xạ thủ chính Viper thì tốc biến chạy ra JK tốc biến nhìn nhảy vô đơm luôn á chứ. Dành cho KT Roster và JK làm gì vậy? JK nhảy thẳng vào trước vui dìu của Aiming và anh ta phải lấy bảng điểm số 3 điểm hạ gục liên tục và triple kill à không? Chắc là anh nghĩ anh vô đủ đa mình giết xong mình nhảy ra. Sẽ không thể 1 cân 4 trong tình huống này và thậm chí là anh ta đang phải Viper lúc đó tốc biến ra là bị Viper lúc đó tốc biến ra là bị mất nhịp bắn rồi nên mà bắt buộc phải tốc biến tại vì lúc đó đang bị Lehen áp sát. Lehen kích cái chiêu cuối từ trước rồi. Không kịp tốc biến ra nhiều khi là liệm luôn ở trong đó đó. Nên anh em sẽ thấy pha đánh vừa rồi Viper bắn được có 3 hit rồi. 3 Q với lại một cái đúp. Không nhiều đam. Một pha di chuyển vòng ra phía sau đội đối phương để lấy thông tin rất tốt tới Lehen. Cái ngưỡng đồ như thế này Kim hoàn toàn thoải mái và tự tin trong những tình huống tay đôi so với trận tướng Santé. Baron hả? Rush Baron tốc độ ăn là nhanh nha. Tốc độ ăn là rất nhanh. Có cái chiêu cuối của Lai để cản nè. Có đội hình hai xạ thủ đều bên kia bắt buộc phải chạy qua luôn. KT bắt buộc phải chạy qua chứ không thôi là trễ. Họ muốn Rush hay là muốn 50-50 đây. Như thế nào đây? 50-50 thì Kurt vẫn sẵn sàng. Đi đi không có trừng phạt. Chia người tốt nè, quăng địa chấn tốt nè. Là vô tốt nè. Kim có cái đúp. Ấu quá vậy. Cái đúp của Kim rất đẹp. Nhưng Kurt bị liền mà. Mức Kurt cái ăn con Baron ha. Viper giữ Baron. Và mình tốc biến lên không đủ đam. Không dứt điểm được. Là những người thua và không có quên coi cái thời điểm mà mình rút tiền đó. Đã là chung thứ hai để... Ủa cái pha BK trước anh Minh có điểm hạ gục không? Để coi. Quên anh không để ý mấy cái. Lùi vào lấy bảng điểm số 3 điểm hạ gục. 2 điểm hạ gục. Rồi, khỏe. Rồi, ok. Đó là tình huống gỡ rất tốt. Tiếp tục xoay quanh Baron của hai team mà. Quay trở lại đến từ vị trí của BD cũng như là cả vị trí của Kin áp sát nữa. Viper vẫn đang rất xanh. Hai món trang bị có đồng hồ nhỏ, ba món trang bị có đồng hồ nhỏ nhưng không flash. Dù đang lợi thế hơn, không spell. Không spell thì cũng hơi vất vả chút. Có dịch chuyển sớm của Kin. À, của Lehen dịch chuyển rồi. Hay vậy? Khi nâng một cái Lehen sắp xếp dịch chuyển. Nhưng cúp được Baron ác vậy. Cúp được Baron là thành công rồi anh em ơi. Về chơi tiếp. Baron ở phút thứ 32. Hôm nay bắt đầu mở rộng. Sát thương của họ là khá lớn. Dựng tường ra đến từ BD. Lehen tiếp cận ở bên hông. Anh ta bị dịch. Ui. Bắt đầu mở rộng. Lehen có trừng phạt. Dựng tường ra đến từ BD. Lehen tiếp cận ở bên hông. Anh ta bị dịch chiêu cuối rồi. Người ca nhảy ra. Lehen với tình huống trừng phạt sách phép. Giao tranh đổ ra giữa hai đội. Bắn thằng gần thôi. Đội hình hai xạ thủ cứ bắn gần thôi. Nè hay nè. Viper hay nè. Mất tốc
biệt là sẽ ở lại quên sinh để đồng đội của mình rút lui về. Bốn người của Katie Roster đang cố gắng rút lui. ZK nhảy thẳng lên. Viper tìm kiếm nước mì đi với tình huống tốc biến dứt điểm. ZK hồi lại nhảy, anh ta tiếp tục được anh Viper không ác đạn được. Dưới của Katie Roster. Và qua đó thì lính ở thể biến tiền để có được một vận động, để có được một tình huống giao tranh với đối phương. Mới có 3 rồng của cả hai. Không lốc xoáy tử vong đến từ vị trí của A Minh, nhưng đó là chiêu cuối đến Kinh gần không đẩy được A Minh. Rất khó chịu. Đang đỏ đam cái R của Lai đẹp quá, câu rất nhiều thời gian ha. Nhưng đó là hợp chất liên loạn quá khó chịu. Câu được rất nhiều thời gian cái R Lai rất đẹp. Viper bắn hết người này tới người kia, lướt eo qua dưới tiếp, tấn công một cớ. Bắn đứt làm chậm ok dứt điểm được cớ rồi. Nhiều khi là có được đưa ra nhằm tôi mà thôi. Dụng con bắn công con giống trên người của ZK, anh ta dịch chuyển đẩy lính khu vực đứng dưới, đồng đội đẩy lính khu vực đứng giữa. Và thế công của KT đang tầm này ZK thoải mái nè anh em. Có khăn giải thuật với lại có cả giáp thiên thần nữa, huyết kiếm nữa. Muốn nhảy đâu nhảy luôn đó chứ. Bỏ thôi không ra được cái gì. Viper cũng có khăn. Cứ một cái gì. Ôi. Suýt chút nữa thì cái lốc xoáy tử vong với từ ấy mình đã đem lại một cái điều kỳ diệu dành cho thành viên bên phía của KT Roster, nhưng vẫn là cú trừng phạt đến từ Clip. Và lao lên dọn lính tới từ Kin cùng với BD và vừa rồi thì được giữa rải R khép cốc phá trụ. Chú cuối đưa ra tới từ vị trí của xong. Và người mất máu nhiều đang là Lê Hen. Mà nhìn nó hơi bị giật giật ta. Màn hình nhìn nó hơi bị giật giật nãy giờ hơi đông á. Và đường dưới đang là đường mà bên phía đi bộ ra kinh gần che hai con tướng chống chịu khỏe. Vô đội hình này có hai xạ thủ xong rồi hai con tướng chống chịu chơi khỏe vãi. Bên phía của KT phải tạt nhưng mà cũng không tạt được anh em. Bên kia dàn trắng tốt quá, với lại con Reta Class nó khắc chế rồi. Viper tốc biến lên bắn hết vậy. Viper. Viper ác vậy. Chích một kia cho Viper. Viper đỉnh ha. Viper đánh ở những thua của rồi không vô bàn bích. Bây giờ BD có con tướng Vega hả? Vega Kin đánh với lại con này phía đường trên Manfi, phía bên đây có con Jilin. Một đội hình cũng có chiều hướng tấn công ha. Đội hình của hai bên căn bản cũng có một vài những cái điểm giống nhau, không khá là giống nhau anh em, giống nhau cái chắc cỡ chừng 90% hơn á. Tại vì mình đang thấy là cái khả năng mở giao tranh của phía Hangwalai thì sẽ đến từ Vi với lại Ari. À, khả năng bảo trợ thì đến từ Jilin. Còn bên phía của KT khả năng mở giao tranh đến từ Manfi, đến từ phía bên kia có On nữa. Vigo với lại Rakan. Khả năng bảo trợ thì đến từ đến từ Vega. Hai con tướng xạ thủ thì cũng có một cái khả năng hoạt động độc lập khá là tốt. Top lane là chống chịu, đội hình của cả hai bên giống nhau chắc cỡ chừng 90%. Nhưng mà sẽ có những cái điểm khác biệt nhất định ha. Đó chính là cái nguồn sát thương thứ hai. Nguồn sát thương thứ hai thì bên phía của KT cảm giác như là nó cũng uy tín, BDD với lại Curse. Còn phía bên đây thì mình, tại vì nhìn vô cái cặp này là mình thấy cái khả năng mở rất là khỏe. Nhưng mà nguồn sát thương thứ hai thì nó phụ thuộc vào kỹ năng của người chơi, phụ thuộc vào kỹ năng định hướng. À, nhưng mà bên phía của Hangwalai thì có cái bảo hiểm này ngon. Một cái giáp thiên thần đến từ cái chiêu cuối của Jilin. Ha, thì đây cũng là cái bảo hiểm. Nói chung cả hai bên đội hình này nó giống nhau quá. Đội hình hai bên nó giống nhau quá, 90% là giống nhau luôn á. Rồi, vô cái cách vận hành thôi. KT gặp lại Team One ở chung kết tổng thì hay nha anh nhỉ. Gặp Gen Z đấy. Đến từ BD đối đầu với lại Ari của Jack. Mà gặp ai cũng vậy anh em ơi. Bây giờ gặp KT hay là gặp Genji thì cũng như nhau thôi, đều là thủ hạ bại tướng thôi. Và tôi cũng đang rất muốn xem đều là thủ hạ bại tướng thôi. Với con Manfi này, vì hôm qua xem hôm trước xem cặp T1 đánh cùng với Genji. Cùng Manfi của Doran nó hơi ám ảnh tôi một chút, và tôi hy vọng là Kim sẽ có một màn trình diễn để phần nào lạ cùng đến thua của ủng hộ cho kênh phát sóng với bản quyền phát sóng thuộc về một spot. Mình không lấy thành tẩy đúng không? Lấy tốc hành đúng không? Lấy thành tẩy. Tẩy tẩy được nhiều cái. Và cứ đang phải loay hoay trong việc là lấy tốc hành ha.
có mặt ở canh dừng hai trừng phạt để Ari cố gắng đẩy kiểm tốt soát phần ha, cửa thi Ari đầu tiên sắc phép để của đẩy tốt JK hơn của ha. JK. Nhưng Tại cái đợt chung kết thế giới JK đánh còn Ari này cũng hơi ghê nha. Đợt đó đánh đè lên cũng hơi ghê đó chứ không phải là không đâu. Luồn lách tốt nè, luồn lách ác nè. Mở ngược trở lại nè, kẹp vô anh em ơi. Sao rớt fan này chậm quá vậy? Sao click fan này chậm quá vậy? Tại khi mà thấy JK đã xác định di chuyển phía bên đây, click phải sẵn sàng bước vô tình huống mở chứ. Hay là bị slow bởi dòng nước. Chậm quá vậy? Nhìn là thấy khó có một pha kết hợp giữa Wii với lại E của JK đó. JK đang lòn hay nha. Lòn sớm hơn so với BDD rất là nhiều. Thiêu đốt vừa rồi ép được thanh tẩy của BD hả? Ok ha. Anh này đang lòn tương đối là hay nè. Vô chồng được không? Vẫn chồng được nè. Tốc biến theo đuổi nè. Kịp thời lai để cái kiệt sức vẫn kịp thời. Ai da vẫn chết. Có được điểm hạ gục, anh ta nhặt xác kịp thời. Xuất hiện trắng thành công đến từ vị trí của Lê Hèn. Cớt đang có sát của mình, anh ta dính hôn rõ nhịp cuối cùng và lên bảng điểm số, nhưng mạng trả lại dành cho BD. 2-2 ở khu vực đứng dưới trong pha thi đấu vừa rồi và chưa dừng lại ở đó. 2-2 là thất bại cho phía của Hoàng Hoa Lai. Pha đổi 2 đó là thất bại của phía Hoàng Hoa Lai. Là Linh đánh giá là bởi vì nếu như mà họ có một cái nhịp chồng thêm cú quy của clip ngay cái chỗ này nữa, lựa chọn mục tiêu để chồng thêm CC ngay cái chỗ này nữa là đủ xác thực dứt điểm luôn. Là lúc đó là họ không phải mất luôn hai cái tốc biến qua phía bên đây, mà họ có bốn người phía bên đây đánh thoải mái luôn, đánh tẹt ga luôn. Trời ơi, giờ 2-2 pha này đang rất là ngon, tự nhiên thành 2-2 lỗ mãi. Trời ơi, click ơi là click. Cớt đang có sát của mình, anh ta dính hôn rõ nhịp cuối cùng. Cú khớp gì á? Trả lại dành cho BD, 2-2 ở khu vực đứng dưới trong pha thi đấu vừa rồi và chưa dừng lại ở đó. BD vẫn đang tiếp tục dí, anh ta nhìn vô không khớp gì á? Không gian việc công không gian thành công, nhưng sát thương sẽ là không đủ để hạ gục Click trong pha vừa rồi. Đồng ý. 2-2 bên đây là hai con này ăn trả thủ không ăn được mạng nào hết, sập ăn mạng lỗ. Tổng thì chắc chắn lỗ là nặng sẽ dị hơn rồi. Và vừa rồi là pha chuyển kinh nghiệm lỗ nặng nha. Viper có điện đạt đỉnh điểm nha. Clip vẫn đang loay hoay ở cánh dưới và anh ta vẫn đang muốn áp lực vào cái điều kiện thắng trực diện. Viper bật luôn điện đạt khai thác anh Viper mình. Người chưa có cấp hay quá Viper ơi. Viper quá đỉnh. Đây là phần dành cho thần tiên của Hạc Lai Sport. Clip đang có mặt ở đây, Lê Hèn cùng với Curse xuống, nhưng thời điểm họ xuống tới nơi thì em mình đã nằm xuống với sát thương tới từ Viper. Một pha tính toán. Mà ván này bên phía của Hạc Lai thua mà đúng không? Đó, thà thà bị làm choáng mà né được cái hitbox của cái đúp như thế. Sau đó là một pha nhanh như điện sang một bức tường quá dày. Ok đó. Nhận được đến từ Eming là không đủ để anh ta giúp đội chủ thủ vừa rồi. Cấp độ 5 tới từ Eming cũng chẳng có cách nào để anh ta bỏ chạy cả. Và Viper đã có mạng đầu tiên của mình trong pha đấu này. Còn vừa rồi khu đứng giữa thì JK đầu tư cú chiêu cuối của cú hôn gió của Ari và ép được một cái thanh tẩy xét phép của BD mà thôi. Những thời điểm này thì JK đã bắt buộc phải di chuyển về. Và tình huống di chuyển về này thì để xem anh ta có di chuyển ra kịp ở tại khu vực xứ giả khế nước hay Kinh không. Kinh lò dò đi ra kịp không? Đánh được nha, tốc độ ăn này không kịp. Vega có chiều cuối nữa. Hay quá, ăn ngược trở lại xứ giả. Trời ơi, xử lý chuẩn quá. Không hụt bất cứ một cái gì hết. Dành cho vị trí của Viper và nó có một cái dấu ấn không hề bên nhỏ. Kia kết ăn được xứ giả ngon thương vậy. Giả cứ đẩy xuống đường dưới thôi anh em, còn nếu muốn đánh ở đường giữa để đánh con xứ giả hai á thì đẩy ra đường giữa cũng được, còn không thì trong cái đội hình láp của cả hai bên đó, cái đối trọng xạ thủ nó cũng hơi căng á thì có thể đẩy xuống khu vực đường dưới ngon. JK là gì vậy? Anh này đi qua luôn đi ông nội. Không có thanh tẩy mà. Di chuyển tới từ vị trí của Lê Hèn. Họ muốn tấn công JK. JK quyết định không tốc biến à? Anh ta giữ lại hai phép bầu trời của mình và cả chiêu cuối. Để rồi anh ta phải lên bảng đếm số với mạng dành cho người chơi đi rừng bên phía KT. Ông có sách, ông có thanh tẩy sách phép mà. Muốn xài cho cái khác hả? Thôi, họ vẫn chưa. Trời ơi. Không, chắc pha đó thì ông cũng không biết là Raka nó tạt. Triển khai rồng nhưng tạm thời thì ông nghĩ là con rừng thôi à. Không hề có. Ông nghĩ là ok, chắc là ông câu đủ thời gian nhưng mà ông không biết Raka. Nếu mà ông biết Raka thì đi qua luôn á nè. Ông biết Raka. Rồng thuộc với các thành viên bên phía của Hardcore Sport Apex cái nhẹ đến từ cơn hỏa dương hiệu triệu được gọi nhưng không có dây hook lần này dành cho Kingen. Khi đó là không thể cản phá đến từ Kin. Và rồng quyết tố thứ hai rất dễ dàng. Thôi có mắt không? Anh từ từ. Không có mắt anh em ơi, không biết Raka. Về
nửa sau không đấu thì càng ở thì bên phía của KT đang là những người có được ưu thế nhỉnh hơn trong việc cắm mắt. Đang là pha chuyển động di chuyển tới từ trước Lehen. Họ muốn tấn công Zeka. Zeka quyết định không tốc biến à, anh ta giữ lại hai phép bột. Thế mà thôi, họ vẫn chưa thực sự là quá ưu việt. Chứ không biết ra cản ông xử lý khác. Nhưng tạm thời thì tầm nhìn dầu Hanwha Esports đang không hề có. Nên phải đó khen Lehen ha. Bắt đầu cả bắt đầu vào và loay hoay cắm mắt đến từ King Gun. Mau phai trong tay của King đẩy luôn vị trí của King Gun ra mà thôi. Dòng thuộc với các thành viên bên phía của Hanwha Esports. AP cánh nhẹ đến từ cơn hỏa dương hiệu triệu được gọi nhưng không có dây hút lần hai dành cho King Gun. Khi đó là không thể cản phá đến từ Kin. Và dòng nguyên tố thứ hai rất dễ dàng. BD bây giờ cứ tích farm thôi em ạ. Vô combat khỏe vãi. À, mấy bữa rồi có coi Sọc chơi game chơi con Vega á. Đối với Sọc thì Sọc đang khá là thích cái trượng băng vịnh cũ với lại con Vega. Ha, kiểu dạng gây thêm CC rồi cái thứ khó chịu trong combat á. Múa lửa, thật ra trưởng băng vĩnh cửu cũng có thêm chút máu. Nhưng mà máu của nó không nhiều bằng so với cái trưởng trường sinh thôi. Để cà chê cho kia, ủa ném cái rờ hết chê. Không ổn rồi. Ra kịp không? Ra vẫn kịp thôi. Né hôn gió cơ. BD ác vậy, và đó BD né ác nha. Tốc biến lên dứt điểm, ồ thôi chết rồi. Nhưng mà tốc biến lên không về được nữa rồi. Pha mà kinh gần bị kẹt trở lại nó cũng báo quá. 3 rồng, quan trọng là bây giờ 3 rồng ha. A Minh sống, mặc dù không có nhiều điểm hạ gục, mà A Minh vẫn sống, vẫn lấy được cái trụ ở đường dưới. Trước đó thì đã bóc được cái trụ đường giữa rồi. Vigo bây giờ rất xanh. Vigo bây giờ rất xanh. Thì với cái biến số như thế này á, hồi nãy có nói với mọi người là cái đội hình của cả hai bên giống nhau khoảng 90% đúng không? Và cái sự khác biệt là cái nguồn sát thương thứ hai đã là cái sự khác biệt lớn rồi. Vigo với lại con Vega bây giờ nó trở thành cái nguồn sát thương thứ hai, nó vượt trội hơn so với bên phía của Hanwha Line. Bây giờ vai trò của Amin nó giảm bớt anh em. Hay quá, double kill cho JK ngon à. Viper tới chơi. Căng vậy, fan này gỡ ác vậy. Fan này sao vô cái thế mà đánh ở đường trên mà gỡ ác vậy. Hai bên về swap lane đẩy lên top. Chắc là có một tình huống đứng trình hả. Viper chạy lên hơi trễ, hơi sâu nhưng mà vẫn có mặt trước. Kinh gần có pha riêng ác quá. Kinh gần có cái pha combo mà ném Q xong rồi E xong rồi R ác quá. Rất ác ha. À, vừa mới nói dứt mồm là cái sự khác biệt về cái nguồn sát thương thứ hai, thì bên phía của Hanwha Line bây giờ xanh ở trong cái trường giao tranh này. JK cũng hai sát, Viper cũng có sát. Lần này thì tiến trước Hanwha Line đã làm tốt. Và tất nhiên rồi, khi tiến trước làm tốt thì chẳng có cách nào. Rồi tiền rồi. Còn phía bên kia thì đang chuẩn bị bây giờ tính tới tài nguyên hết spell hết rồi. Hai bên đều đang hết spell. Kết có tốc biến, Amin có tốc biến. Chuẩn bị bước vô tình huống giao tranh ở rồng lớn, rồng quan trọng anh em ơi. Rồng 4. Dựa trên thông tin hiện tại là các thành viên phía KT Roster không còn những phép hỗ trợ cần thiết trên người BDD nữa. À đây, nên mình coi lại lý do tại sao mà ra cái thế đánh nè. Hai bên rình. Nhìn vô cái thế mà kiểu dạng nó đánh bất ngờ như vậy thì chỉ có rình thôi anh em. Vừa có được số thứ 10 của trường trường sinh và có cơ độ 14 thì BD à, đây là cái một trong những cái điểm khác biệt nè. Anh em sẽ thấy cái cặp mid rừng có khả năng mở và tận dụng luôn à, có khả năng mở tốt họ tận dụng luôn. Bắt lẻ ác à, vẫn ác nha. Đúng là trình ACK, trình khu vực lớn á. Nói đi phải nói lại, họ vẫn là những top tier của một cái khu vực lớn. Nên anh em đánh thấy nhìn họ cũng có những cái khoảng trống mà họ cố gắng họ khai thác á anh em. Nó khác với lại cái khu vực mà nhỏ nhỏ như là của chúng ta ha. Kiểu giờ họ vẫn biết cách khai thác được cái thứ để giành giật lợi thế chứ. Đáng khen. Hay. Đáng khen, đáng học hỏi á. Bên phía bên kia tương
tự như vậy cũng có một cái tốc biến bị thiếu trên đời của Kin. Nhưng mà anh em ơi, ví dụ như Linh nói cái gì thì anh em có thể chêm chêm vô được không ạ? Những dạng Linh cô đơn quá. Dịch chuyển được dùng để King rồi ok rồng rồi anh em ơi. Ê, spell hồi kịp hết luôn rồi kìa. Spell biết đồ hồi kịp hết luôn rồi kìa. Coi pha giao tranh này như thế nào đây. Vega thì nó đứng với lại con Vigo ha. Vigo không cần tạc đâu anh em. Cứ đánh cặp, đánh song song với lại Vega. Đánh song song với lại Vega. Không cần phải tạc hay là gì á. Tại quan trọng là cái nhịp vô chồng CC á. Vô chồng CC rồi các thứ quan trọng thôi à. À, nhưng mà đừng cái là anh em để ý là cái kiệt sức này của Lai coi có nhắm vô người của BD hay không. Đây cái cơ hội để có thể uplay. Pha bị dính làm choáng Clit tung thẳng chiêu cuối vào đây. Đối phương bay đi đâu thế này? Nó đi hơi xa rồi. Clit bị dính làm. Cái này nó giống như là cái kiểu dạng chúng cái làm choáng phía bên kia chồng sát thương vô đúng không? Clit sợ chết nên mới mở ngược trở lại. Nó ra cái viễn cảnh là anh đưa em theo với cầm tay em ra nói ăn một cái đúp nửa cây máu đi đi tóc biến ra phía sau cái khó chịu cô lập luôn man phai về nhà dịch chuyển tới mất rừng là mất rồng mất rừng là mất rồng à. Hagrisport liệu rằng họ có một trừng phạt nào đó, có trừng phạt trên cầu Zeka. Zeka đổi sách phép thành trừng phạt. Và KT sẽ cần phải để bắt được tiêu này. Họ đang ping liên tục. Zeka. Chỉ đứng của Zeka. Họ phát hiện ra Zeka sẵn sàng không thể cản phá nhưng Zeka đang có ban chi. Và trời ơi nó cậy. Rồi nhưng không dám vào đến từ Zeka. Kỳ quá, bốn con rồng rồi, trời ơi cái sức mạnh rồng này thì làm sao mà cản. Nó thần Dominic nha. Ván đấu này là cái ván đấu mặc dù Viper cũng đang có được 3 điểm hạ gục, anh ta vẫn có một lượng farm rất tín với 322 chỉ số linh phút. Cái rồng này nó khắc chế cái sự linh động của Viper, nó khắc chế cái sự linh động của Zeka. Nên tự nhiên Viper vô hình vô tình bị hại luôn đó chứ. Từ vị trí của Clint, anh ta không thắng trong tình huống trừng phạt tay đôi với vị trí của Kurt. Baron thuộc về cây Tyrosker. À xem clip thôi à, ok nè. Bây giờ thì ngưỡng sức mạnh đến từ bên phía của KT đang là tốt hơn rồi. Viper chưa có được nỏ thần Dominic ở món trang bị thứ tư, đã bắt buộc phải tham chiến. Mắt mua cũng nhiều nhưng mà phía bên kia cắm mắt tốt hơn. Trời ơi, Clint ơi, Clint ơi. Oh my god. Lý do gì sao? Bây giờ thì ngưỡng sức mạnh đến từ lý do gì sao? Để coi lại coi. Chạy từ nhà ra, đi qua một con mắt chắc chắn, một con mắt cắm sâu cái vách đá đã bị biết. Cố gắng lòn lòn ra những cái vị trí còn lại. Nên cái con mắt này đã cho bên phía của KT có thông tin ha. Có thông tin là đối thủ rừng, đối thủ cụ thể là rừng đối thủ luôn di chuyển xuống cánh dưới rồi, họ đang có ý định họ vây bắt nè anh em. Nên con mắt này cũng đã mang lại cái thông tin. Con mắt này hay quá vậy, sao tự nhiên ra một cái con mắt lẻ loi ra phía sau ở trong cái vị trí ở phía sau vậy. Con mắt này ai để lại và để lại ở thời điểm nào mà rất hay vậy. Oh my god, rất hay ha. Họ đi xuống họ vây bắt luôn. Trời ơi, Clit ơi, Clit chắc là muốn để lại con mắt tím thôi. Muốn rướng rướng để lại con mắt con tím để cho team có tầm nhìn chút xíu. Yeah. Con mắt vừa rồi giá trị thông tin tốt quá. À, đẩy cái đợt lính ở khu vực dưới anh em ơi. Đẩy đợt lính khu vực dưới xong để lại mắt di chuyển ra đường giữa. Hiểu không? Thế này thì làm sao mà chơi Viper thực sự là bất giờ rồng ngàn tuổi sao mà ai mà giữ được nữa. Có trừng phạt đang là một thứ di chuyển rồng ngàn chạy tuổi thôi. Về Minh ZK cầm cái trừng phạt này đến mùa sau à? Bây giờ làm pha lao lên như vũ bão của KT Roser. Pha mở đến từ Lehen, anh ta giữ chân được Viper lại. Viper bị ơi có cái câu chuyện này là Linh Linh nghĩ á, tại vì Linh nghĩ là sẽ sử dụng cái cổng công nghệ này nè, dịch chuyển qua xong rồi trừng phạt được. Nhưng mà bữa Linh vô test thì không trừng phạt được. Anh em test có trừng phạt được không?
anh em cho link cái thông tin rõ ràng đi là mình có trừng phạt được hay không khi mà mình xài cái cổng công nghệ mình bay qua phía bên đây. Bốn đánh năm không có trừng Thôi phạt, để chút nữa tôi vô đang tôi là test, một tướng di chuyển rồng ngàn tuổi cơ sở. Phạm tại lỗi vì để cái đó cho là tôi Kane test rồi, đánh tôi cho test một Viper lần rồi lại. là không có trừng Viper phạt bị được. bắt lại, Viper nằm xuống với sát thương rồng ngàn tuổi của cướp. Dù chấm hết dành cho Hawaii Sport ở tại mùa xuân 2023 và JK vẫn cầm trừng phạt đi đâu thế này. Tôi không hiểu clip anh ta làm cái gì ở Đang trong đánh cái hai quả phần đó, on, thậm tự nhiên chí thấy hai chưa phần có on đỏ giống quá, như cái đội là hình một đang đầu có lao on chạm nè, chạm mặt cướp đang có ăn on, đang choáng, búp sau đó đồ là nè, tạo rồi chiến xong mình thuật có một cái pha để BK ở khu Viper vực cố đường gắng trên lao gỡ tới gỡ nhưng lại vẫn đồ đó xin chứ, thể cản phá và sau đó là mình quá cứ chết nhiều lẻ yêu của hai sát thương pha rồng coi. trong vào đấy từ toàn bộ đội hình của Em coi Viper. giải Đầu tiên yêu là có thể Viper làm vị được trí một sát thương pha đang ghi hả, lên bảng điểm số không còn có trừng thể phạt được cướp đúng của không? JK thì tôi cũng Vâng không đúng hiểu không? là anh ta đi đâu nữa. Thôi để chút nữa tôi Anh ta test cầm lại cho trừng nó phạt chắc. lang thang và không có bất cứ tác dụng gì cả, đụng trúng hai người đến từ vị trí của Kane không, nó Nhưng chỉ mà thú còn thật một với anh đường em thôi. á, là cái kết quả ở trong cái cặp trận này Linh không bất ngờ, hôm qua có nói với mọi người đó, là tỷ số 3-1 hoặc thậm chí có thể là 3-0 cho bên phía của KT, tại vì cái phong độ giai đoạn vừa qua của phía Hanwha Lion họ yếu quá, mặc dù Linh vẫn rất là thích cái cách cắm chọn cho JK những con tướng đánh kỹ năng, nhưng mà anh em thấy rõ JK đâu có phong độ JK ván một đánh lập lăng như hề Một vậy, người thôi thì JK người vẫn ta là đang ảo có thuật những gia cái xong pha rồi phản ông diện đánh như khá hề là vậy, bớ vào ông bệnh đánh hơn như nhưng không quan Joker tâm đến JK. KT muốn vậy. có nhà chính và muốn có trận thắng Không, này mà những cái tình nếu huống tiếp như thế tục là này Romeo Lam trước các thành viên bên phía của Hào Live Sport. nó không có chắc, đánh không có Và chắc, con đường không có đó cái họ độ sẽ chắc có bằng được bên phía lập của về đến với KT, chung kết nhánh hoặc thua thậm chung chí kết. là cái màn trình diễn của KT như thế này Genji là cũng hơi rung á. Cá nhân Linh thấy là với một cái màn trình diễn như thế này thì Genji chắc chắn là hiện tại là cũng đang hơi rung á. Nhưng mà được một cái Genji sẽ có những cái điểm mạnh riêng của họ, họ laning rất là khỏe, đi đường rất là tốt, team fight cũng rất là tốt, nên cái cặp trận này thì Linh nghĩ là cũng xem. Đối với Linh thì Linh nghĩ là Genji sẽ mạnh hơn so với bên phía của KT, nhưng mà Linh biết chắc là nhiều bạn sẽ nghĩ KT sẽ nhỉnh hơn so với bên phía của Genji, bởi cái màn trình diễn của cả hai nó có cái sự khác khác chút xíu với một cái đội tuyển hàng đầu của LCK ở thời điểm hiện tại là T1. Mình nghĩ là Genji thắng có thể là 3-2 á.